Trên thị trường có rất nhiều ghế massage, nhưng vì sao ghế massage của Ludoco được gọi là vật lý trị liệu số 1 trên thế giới? Kính thưa quý vị, khoa nghiên cứu về stress của trường đại học Weber State University của tiểu bang Utah đã dùng chiếc ghế massage i7 của Ludoco để kiểm tra trên 521 sinh viên. Kết quả trung bình là về mức độ stress trước khi sử dụng ghế i7 là 4.3, nhưng sau khi sử dụng chỉ còn là 2.4. Những đau nhức liên quan đến stress trước khi sử dụng ghế là 2.1 và sau khi sử dụng ghế là 1.1. Về huyết áp, trước khi sử dụng ghế i7 là 114/76, nhưng sau khi sử dụng ghế chỉ còn 110/73. Về nhịp tim, trước khi sử dụng ghế là 76, nhưng sau khi sử dụng ghế chỉ còn là 70. Đây là bằng chứng khoa học về tính năng vật lý trị liệu của ghế massage Ludoco. Really, really impressive. The students... Thật là ấn tượng. Sinh viên rất thích ghế này. Tôi thấy nhịp tim trước là cao thế này, sau là thế này, áp huyết trước là thế này, sau là thế này, stress trước là thế này, sau là thế này. Kết quả thật rõ ràng.